Dạ thưa sư, mong sư hoan hỷ giải thích cho con hiểu Đức Phật là một vị chánh đẳng giác. Vậy tại sao Ngài không chế giới ra trước mà để đến khi có một vị nào đó làm việc gì đó không đúng thì mới chế ra giới đó? Hay có phải Đức Phật cảm thấy không cần thiết phải chế giới trước mà đợi có vị nào đó làm rồi thì lúc đó mới thuyết giới mới hiệu quả hơn ạ? Câu hỏi này xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời trước. Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi mà thiên về chánh tạng thưa vị. Cho nên chính vì liên hệ đến chánh tạng, tức là trực tiếp từ lời dạy của Đức Thế Tôn đó, của Đức Phật đó, thì sư xin trích trực tiếp nha, để cho quý vị nắm rõ nha. Tại vì nếu mà sư cứ trả lời câu hỏi này cứ vòng vo mà cứ nói thì đôi khi quý vị nói là chắc ông sư Tường này ông đang nói theo ý của mình. À thì liên quan đến cái vấn đề câu hỏi này thưa quý vị, nằm ở quý vị muốn xem á, nằm trong đại phẩm 1. Đại phẩm 1 thưa quý vị. Thì cái bối cảnh á, cái bối cảnh mà tại sao mà Đức Phật chế giới, lúc nào chế giới, lúc nào còn, có nghĩa là cái bối cảnh nó như thế nào, thì bây giờ sư xin trích quý vị rõ như vậy. Thì khi đó đó Ngài Sư Bồ Tát mới đứng dậy rồi đắp thượng nghi một bên vai, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn và đã nói lên điều này: Bạch Đức Thế Tôn, nay là thời điểm của việc ấy. Bạch Đức Thiện Thệ, nay là thời điểm của việc ấy. Tức là thời điểm Đức Thế Tôn nên quy định điều học cho tất cả đệ tử, nên công bố giới bổn Ba Đề Mộc Khá, như thế phẩm hạnh này có thể được tiếp tục và tồn tại lâu dài. Đó thì ngài Sa Di Bồ Tát là ngài Sa Lợi Phất thưa vị, ngài bạch Đức Thế Tôn như vậy. Thì Thế Tôn ngài mới nói như vậy: Này Sa Di Bồ Tát, ngươi hãy chờ đợi. Này Sa Di Bồ Tát, ngươi hãy chờ đợi. Trong trường hợp ấy, chỉ có Như Lai mới biết được thời điểm, chính thời điểm. Có nghĩa là ở đây mình hiểu là chỉ có Đức Phật toàn giác mới biết cái thời điểm nào mà thích hợp nhất mà để đưa ra các quy định điều học, hay là đưa ra giới, thì bị đưa ra các điều giới bổn đó đến cho các vị tỳ kheo, hay là để đưa đến hội chúng. Này Sa Di Bồ Tát, cho đến khi nào ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện ở hội chúng, thì cho đến khi ấy bậc đạo sư chưa quy định điều học cho các đệ tử và chưa công bố giới bổn Ba Đề Mộc Khá. Này Sa Di Bồ Tát, chính bởi vì ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc hoặc xuất hiện ở hội chúng, nên đạo sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố giới nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. Đó là do thứ nhất. Lý do thứ hai là ở đây Đức Tôn ngài có nhấn mạnh thêm là: Này Sa Di Bồ Tát, lý do thứ hai là cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về số lượng, thì cho đến khi ấy ở đây một số pháp chưa đến lậu hoặc xuất hiện ở hội chúng. Này Sa Di Bồ Tát, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự đông đảo về số lượng, thì ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện hội chúng, thì khi đó đó Đức Thế Tôn ngài mới quy định điều học Ba Đề Mộc Khá. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là khi mà nào hội chúng á, chưa đạt đến sự lớn mạnh về việc phát triển, thì khi đó đó là ngài chưa có quy định cái điều giới. Đó là lý do thứ ba. Lý do thứ tư là cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự dồi dào về lệ lộc, thì khi đó ngài cũng chưa có quy định điều học. Và lý do thứ năm là cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về việc học nhiều, thì ngài cũng chưa có quy định về giới. Và cái lý do cuối cùng, lý do thứ sáu là gì? Thế Tôn ngài nói là: Này Sư Tá, bởi vì hội chúng tỳ kheo không có ô nhiễm. Có nghĩa là hiện tại đó, trong thời điểm hiện tại mà ngài Sư Tá bạch đó, thứ nhất là hiện tại nè, là không có ô nhiễm, là không có tội lỗi. Có ác pháp đã được lìa, được trong sạch, đã ăn chú vào mục đích. Mục đích ở đây tức là đã thành tựu, thì vậy thành tựu ít nhất là gọi là bậc dự lưu đó. Có nghĩa là thời điểm mà trước khi mà chế giới, đa phần phải nói đa phần nữa,
mà là hoàn toàn thưa vị, hoàn toàn là trước khi chia giới hoàn toàn là chia thánh tăng không à. Mà suy nhớ không làm hình như là 18 năm đầu gì đó, 18 năm đầu. 18 đầu là hoàn toàn là thánh tăng, có nghĩa là tối thiểu cũng phải là bậc thánh dữ luôn. Và cuối cùng nghe nói là này sẽ đứa tá bởi vì trong số 500 tỳ kheo này và tỳ kheo thấp nhất là vị nhập lưu không còn pháp bị đọa được bền vững và hướng đến giác ngộ. Đó là sáu cái lý do mà một vị Phật toàn giác, chỉ có vị Phật toàn giác ngài biết rõ được cái thời điểm nào mà thích hợp để ngài công bố cái điều học, tức là giới đó đó cho đến đến các vị tỳ kheo và đến hội chúng chư tăng. Bởi vì mình phải, bởi vì hiểu năng lực của hay là trí tuệ của một bậc toàn giác đó, là mà nó nằm trong bốn điều bất khả tư nghị thưa vị, có nghĩa là mình không thể đo lường đong đếm, mình không thể suy diễn là tại sao Đức Tôn không quy định điều này điều kia, mà trong khi nè trong tăng luật trong đại phẩm một đó đã có nói sáu lý do chính ngài nè, chứ mình không có nên nha, mình không có nên là mình suy diễn, mà tự suy diễn là ngoài sáu cái lý do này thì cái đó là nó dẫn đến cái điều mà bất khả tư nghị, có nghĩa là trí tuệ của vị bậc toàn giác đó, là mình không thể đo lường được, tại vì nó vượt qua ngoài cái sự hiểu biết của phàm phu. Tại vì khi mà quý vị hiểu á, là khi Thế Tôn á, ngài mà nói á, ngài mà nói điều gì á, một khi mà ngài nói điều gì thì cái điều đó đó gọi là giáo pháp, thì nó phải có ba yếu tố, đó là gì, là toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa và toàn hảo đoạn cuối. Mà tiếng Hán ngày Minh Châu, ngày thích ngày Minh Châu á, ngày mới dịch là gì, đó là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Đó là cho nên là quý vị mà muốn biết sáu điều này nè thì chịu khó xem tăng luật đại phẩm một, quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin lỗi ha. Thì thưa quý vị, ở trong Milinda Panha thì Đức vua Milinda cũng hỏi ngài Nagasena cái câu tương tự như vậy. Và ngài Nagasena ngài cũng có trả lời. Thì trong đó có nhiều cái là Đại Đức Tuệ Tường đã trả lời rồi. Đó là gì? Đức Thế Tôn ngài biết lúc nào là lúc chế định giới luật, và chế là chế giới luật gì ngài biết hết nha. Cho nên là mình không cần phải cầm đèn trước ô tô kiểu chỉ bảo ngài là ngài phải giải này ngài phải giải kia, không cần, ngài biết hết. Phật ký là vô lượng vô biên nha, mình không cần phải nhắc ngài. Cái thứ hai á là Đại Đức Tuệ Tường cũng có nói, đó là vào thời điểm đầu chư tăng toàn là thánh không à, không có các lậu hoặc thì chế ra để làm cái gì? Tức là cái giới luật á, là để ngăn ngừa cái chuyện là bị ô nhiễm, nhưng mà vốn dĩ nó sạch, trong sạch hoàn toàn thì ngừa ô nhiễm để làm cái gì? Nó giống như một cái thùng nước mà nó bị thủng, nước nó bị rỉ chảy ra ngoài, người ta mới cần tìm kiếm cái bảng, cái miếng vá để vá cái thùng đó lại. Còn một cái thùng mà nó không có một cái lỗ thủng nào hết thì vá là vá cái gì?
tăng đoàn thời kỳ đầu á, cũng như vậy, không hề có một pháp ô nhiễm nào cả, bởi vì toàn thánh không mà, thì chế ra giới để làm cái gì? Thậm chí Ngài Xá Lợi Phất, trước khi mà Ngài đến thì Ngài cũng có hỏi Thế Tôn cái đoạn trước đó ở trong tạng luật. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài hành thiền thì Ngài mới có suy tư là có thời kỳ nào mà giáo pháp tồn tại lâu dài và có thời kỳ nào mà giáo pháp không tồn tại lâu dài. Và Ngài Xá Lợi Phất sau khi ra khỏi thiền thì Ngài mới hỏi Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn nói thời kỳ nào mà vị chánh đẳng giác có chế ra giới luật á, thì thời kỳ đó chánh pháp được tồn tại lâu dài. Còn thời kỳ nào mà vị chánh đẳng giác không có chế ra giới luật á, thì chánh pháp không tồn tại lâu dài. Bởi vì sao? Bởi vì có những thời kỳ á, mà tăng đoàn chỉ toàn là thánh không thôi, không có phàm. Cho nên là Đức Thế Tôn Ngài chỉ việc dẫn chư tăng đến một cái nơi nào đó và dạy rằng các ông hãy chú ý đến điều này, đừng chú ý đến điều kia. Thế là các vị ấy hành thiền và chứng thánh. Tăng đoàn hoàn toàn trong sạch, cho nên là không cần phải có cái giới luật nha. Cho nên giới luật là khi nào mà phàm xuất hiện đủ các vấn đề thì khi đó mới có giới luật. Và cho đến cuối cùng, trước khi mà Đức Thế Tôn Ngài viên tịch thì Ngài cũng có chế định bốn điều học giới cuối cùng mà tăng đoàn là phải lưu ý. Đó là gì? Bốn y cứ pháp nha. Tức là cái gì Đức Thế Tôn chưa ngăn cấm mà mình xét nếu như mà nó không có nghịch với giới và luật thì được làm, còn nếu như nó nghịch với giới luật thì không có được làm. Cái gì Đức Thế Tôn chưa cho phép mình xét mà nếu như nó trái với luật thì không được làm, mà nó không trái với luật thì được làm. Cái này á, là mình phải nhớ, tại vì có rất một số người xuyên tạc bốn y cứ pháp này thành là cái gì Đức Thế Tôn chưa cấm mà xét ra đó, cái điều kiện xã hội, điều kiện quốc độ, nhà nước mà cho phép thì được làm, mà không cho phép thì không được làm. Cái đó là sự xuyên tạc. Thế Tôn không nói vậy à. Anh căn cứ là anh phải căn cứ theo luật, chứ anh không được căn cứ theo thế gian. Mà nhiều vị thì xuyên tạc là căn cứ theo thế gian, nếu như mà được thì làm, còn không được thì mới không làm. Thậm chí những cái mà trái với luật mà xét theo thế gian mà nhắm cũng ổn, cũng ok, cũng được thì cũng làm tuốt lút hết. Thì đó là sự xuyên tạc nha. Sẵn thì sẽ nhắc luôn.